Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay vườn của mình có nở một cây cát mini tú cầu đỏ, loại này của Thái Lan. Cánh của nó dày và rất là bóng, hoa màu đỏ nhìn rất là đẹp. Và cây này thì mình đang ghép trên gỗ vú sữa. Cây đã phát triển tốt. Cát mini tú cầu cây giống của Thái này là 150